Xin chào bác Thương. Cho quay một vài cái chú ý trước, sau đó sẽ đọc khẩu quyết của một số bài bác cố gắng học theo video. Đầu tiên chúng ta sẽ có là vào hồi, ba hồi trước khi vào đàn, ba hồi rồi. Trước khi vào đàn cúng tiểu đàn, tức là cái bài này mình đánh nhanh, thời gian nó ít, mình dùng bài này. Cái khẩu quyết của nó là vào đầu thân bài, kết bài là dồn trống. Thì cái đầu bài của nó chờ tí nhau lấy cái quyết. Bài của nó là tùng các tùng các tùng các tùng 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 tùng. Đấy, đầu bài đây, khẩu quyết là tùng các tùng các tùng các tùng 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 tùng, thể hiện như sau. Các tùng các tùng tùng các tùng tùng. Đấy, thì chúng ta sẽ phân làm hai đoạn, các trước và tùng sau. Phân hai đoạn thế là như sau: nghỉ các các. Đấy, thì chúng ta sẽ đánh như sau: nghỉ các đúng không? Nghỉ các. Đấy. Nghỉ. Đấy. Sau đó sẽ là các tùng các tùng tùng các tùng tùng, thể hiện như sau. Đấy. Nối hai đoạn này nó sẽ là nghỉ. Thank you.
bài. Đây nó là thân bài. Vậy thì nối cả đầu bài, cả thân bài vào với nhau thì nó sẽ là. Các tùng thể hiện sẽ sau. Nó sẽ đánh nhanh dần. Đấy, mình sẽ dùng hai cái kết luận này. Hai cái các tùng mình sẽ đánh làm hai lần. Và đánh trong cái trạng thái là nhanh dần lên và sau đó mình dồn trống. Thì nó sẽ như thế nào? Kết bài và dùng trống, chúng ta sẽ có một bài hoàn chỉnh như sau. Chống phát tấu thủ thuật.